bà công chúa ơi, các bạn ơi, con vịt của con nè. Nó ăn nè. Đó. Cái gì đụng vô nó ăn, nó xỉa liền. Con làm gì á Nhi? Những chân vịt nó ăn đậu gồng nè. Nó phải lắc lư là nó phải nó xỉa nó ăn à. Ừ, ăn thấy cưng không? Bây giờ bạn vịt ăn đậu gồng nha cả nhà. Ăn thấy ghét không? Lắc lư. Nó cạp nó ăn luôn, nó cạp cái ghìa ghìa ngoài mềm á, nó dễ ăn á. Tức bây giờ nè, tức rồi nó xỉa cái miệng con nữa bây giờ nè. Ăn thấy cưng luôn. Bà này á, bà phái ăn rau dữ lắm luôn á cả nhà. Con đừng chọc ghẹo nữa, con lắc qua lắc lại cái là con để yên cho nó ăn. Cái đầu rồng nó nói chuyện. Cái đầu rồng nó la vậy đó hả? Chị vịt ơi, chị cắn em nào. Ôi mà chị vịt ơi, chị tha em đi. Em đau quá à. Chị ăn em còn cái cổng không à? Thôi không cho chứ, em ăn cái đầu gồng, em ăn cái tay chị luôn bây giờ. Ủa con... sao cái em này chị... đây con lấy cái đầu gồng non á, nó phải ăn cái non lắm. Con hái cái đầu gồng non đó cho nó ăn. Nó lấy non cũng được mà. Cái trái á. Dạ. Cái trái non đây nè, đây nè, nhóc trên kìa đó. Đúng rồi. Ừ. Nè. Nó phải ăn mấy cái non vậy đó. Nó thấy chưa? Đưa nó là nó xỉa liền à. Đó. Mấy cái già bá chê bán mang bá khôn lắm, ăn khôn lắm à. Đó. Ăn gụm luôn. Con cứ cầm để yên đó cho nó ăn. Mày ăn lá nữa. Rồi nó ăn con luôn giờ. Lắc đưa ngay miệng đó. Mấy con bụng mắt gần quá chừng luôn, nó bu con mắt của nó cắn đỏ hết trơn luôn à. Nó gùng. Con lắc qua lắc lại cái là nó thấy cái nó thấy đu đưa cái là nó xỉa nó ăn. Nó xỉa rồi, con để yên cho nó xỉa nha. Đó. Cái miệng à, cái miệng thấy ghét không? Phải ăn rau lắm. Rồi, ăn luôn cả lá luôn rồi. Đó, con để yên cho nó, con bẻ từng miếng đi. Bẻ miếng nhỏ. Nó cạp à. Đó, nó thấy con đót rồi đó. Hồi nó dí theo con đót, bây giờ nó phá chơi với con đót dữ lắm. Con ăn là giờ cho nó ăn lá. Ừ, con hay lá non á, lá non nó phá ăn lắm. Nè. Mấy cái đọt đậu của mẹ á, nó ăn hết trơn luôn rồi nè. Nè, cọng non nè. Rau non nè. Đó, con lượm lên Nhi, lượm lên cho nó ăn đi. Rau non á. Nó xỉa con không à. Để nó tự nó xỉa nó ăn à, đưa nó không thèm. Thích ăn cái gì xỉa cái đó, thấy chưa? Đưa nó có thèm đâu. Mấy cái đậu của mình á cả nhà, nó mới vừa nhú mầm lên cái bả ra bả xỉa đọt bả ăn hết trơn luôn à. Ăn khôn dữ lắm. Cái gì non là phái lắm. Ăn rau dữ lắm ăn. Đó. Giờ đứng xỉa rau ăn vậy đó. Con phải lấy cái lá. Con để tự nó xỉa nó ăn đi. Ừ. Con đưa nó không thèm. Con ăn ở trên cây. Ừ. Trên cây dám nó xỉa. Con
ban ngày á đâu có bao giờ nó chịu ăn cơm đâu cả nhà, nó chỉ ăn cơm vào ban đêm thôi à, ban ngày đi ăn rau ăn cỏ vậy đó. Mấy cái dây đậu của mình cái là nó xỉa gốc két, không có xỉa nữa nè, đó chịu nổi không? Đây máng đây là này được nè. Con vụ nó ăn đi, vụ nó ăn cái đầu gồng đi, cái đầu gồng gian dở còn đó. Cái đầu gồng còn treo treo trên cây đó, đúng rồi, cho nó ăn cho hết đi. Là nó xỉa lá nó ăn không à. Rồi giờ phá xỉa đất. Đằng đất. Vịt này hay ăn đất á, ông bà con chú ơi, các bạn ơi. Không có xỉa dưới giờ nè, kiết ơi. Không có xỉa nữa. Lì nè. Ủa mắc quá trời, ủa mắc luôn nè. Ủa mắc gừng á. Lì hả kiết. Lì lắm luôn á. Bị vậy mình đừng có quýnh nó đi, tội nghiệp quá. Mẹ yêu nó mà, mẹ có quýnh nó đâu, mẹ nựng nó thôi. Mà nó lì quá thì mẹ phải nựng mạnh nó một xíu. Lúc nào cũng gung 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 vậy đó. Có cái gì lắc lư nó phải. Nó chồm lên. Mẹ cho nó ăn cái bông rồi Nhi. Cái bông đậu nè. Ừ. Đây két, đây con cầm anh Nhi. Hôm nay mẹ đau họng rồi. Con hết đau họng chưa? Con hết ra cái cổ rồi. Ừ, lượm lên, lượm cái bông lên cho nó ăn đó. Rồi nó xỉa cái đầu nó ăn nữa đó. Con vịt của mình nay được hơn 3 tháng rồi đó cả nhà. Nay nó bự rồi, thay lông đầy đủ hết rồi. Nhưng mà dễ cưng lắm. Chiều đến nó cỡ này nó không chịu đi vô chuồng đâu. Nó ở ngoài cửa nó chờ mình. Đợi mình đem nó vô chuồng mình cho nó ăn chứ nó không chịu vô chuồng. Mắc cười lắm. Em Đót đâu rồi? Cho lại nó chơi với anh Đót đi Nhi. Rồi xỉa đầu ăn tiếp. Rồi ẵm nó đi đi Nhi. Ẵm lại chơi với em Đót à. Rồi ẵm nó đi đi con. Nó phái anh Đót dữ lắm. Nó chơi con chó tối ngày cả nhà. Có con chó qua đây chơi là nó ở, nó chơi con chó suốt luôn à. Nó không chịu đi đâu hết trơn á. Còn không có con chó thì nó đi vô trước cửa nhà mà nó đợi mình. Nó biết mình ở trong nhà là nó ở, nó đợi à. Thấy thương lắm. Nhi phái nó dữ lắm. Có con vịt nuôi đỡ buồn. Thỉnh thoảng ra thăm nó. Bà con chú ơi các bạn ơi, con vịt nó có giỡn đó không nè. 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 Cho hai con nó ăn luôn chị Thư. Đó. Con vịt được hai miếng. Con Đót chụp giỏi vô. Đem vịt, chị cho em vịt nè. Đó, con kiết nó phải ăn bánh cá khô lắm. Còn cái mềm nó không ăn đâu. Dành ăn với con chó. Nó cắn cái mỏ người ta luôn à. Hung dữ. Cho nó ăn thôi, cho lớp ăn nó xỉa mỏ đó. Ham ăn gung 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 luôn. Con quăng lên thế này nè cho nó chụp. Nó giật. Nó giật của con. Con thả lên thế này nè. Con đưa cho nó đi. Con để xuống đất cho con kiết nó ăn, cái con chó nó đưa mỏ vô cái con kiết xỉa mỏ đó. Cho con đất miếng con. Chia phải chia đều. Nó thấy chưa? Đất ăn nó xỉa mỏ đất. Vui thôi, buồn xỉa đầu người ta. Phá xỉa đầu đó. Háo ăn lắm, ăn cái miệng hí ghét à. Miếng nè, đọc miếng nè. Nè. Nó chơi thần với con chó dữ lắm luôn á cả nhà. Tối ngày nó quay quần bên con chó à. Mà nó khôn lắm nha. Nó đi ra ngoài đầu đường á, con chó có bắt hai đi về bển là nó không bao giờ nó theo. Mà hễ con Đót qua bên đây chơi thì nó theo. Còn con Đót đi về bển không đi theo qua bển đâu. Nó chỉ ở quanh quẩn ở địa bàn nó thôi à. Nó không có đi ra ngoài đường. Mình có dắt nó đi xa nó cũng không đi nữa.
ở quanh quanh nhà thì nó đi theo nó chơi, còn không ở nhà thì nó ở nhà. Mình đi xa thì nó ở nhà chứ nó không có đi theo. Thà nó ở nhà nó quanh quẩn ở nhà nó chơi vậy đó. Bên này có kiếp, bên này có đó. Ừ. Ăn dữ à. Chia ra. Cái này đều nhau nè. Ừ. Đưa một miếng. Giờ em vịt. Của em vịt nè. Ăn lia lịa hết trơn luôn à. Còn đó. Đưa bả táp, đưa bả táp. Giờ còn hai con sẽ hai miếng. Hai con chia cho hai đứa ha. Giờ con có cách rồi, con đó con miếng. Đó. Để cho con vịt nè. Cho nó, không cho nó cái là nó xỉa con chó à. Chơi kỳ vậy đó. Nè, có đó nè, có đó, cái đó hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi, cho nhịn đi. Đó, ba đã xỉa ta nữa à. Đó, Ăn như chuẩn đó bị đúng rồi nha. đó. Đó. Nó xỉa mỏ, xỉa mặt. Con chó nó hiền ghê luôn á. Nó không có bao giờ nó kháng cự lại đâu. Dịch lại mình nó làm mà cả nhà. Nó leo lên đầu nó nằm cũng được nữa. Ơi. Mẹ hái bông cho con đi. Cái bông gì? Mẹ hái bông đậu. Thôi bông đậu của mẹ để cho nó có trái mà. Con hái hết thì làm sao mà có Hái trái mà ăn. một chùm nhỏ Chùm nhỏ thôi hả? thôi. Dạ. Đó. Con đất nằm cái là nó lại nó chơi à. Có ngày nó đứng vậy đó cả nhà. Chó nằm đâu là nó đứng đó đó. Yahoo. Rồi thì không chụp thì em nó chơi vô đây. Ừ. Mẹ mẹ cầm nó đi một con đi. Rồi đây. Cho con Kiết nó ăn luôn cho rồi đi. Sao cấm lên được. Cấm cấm ngay giữa cái cục đó đó. Đúng rồi, cái sừng của con á. Nhưng làm sao cấm được. Rồi thế bây giờ mình cho em Kiết ăn xong còn phải làm sao ta? Vậy con mang ba cô chú mà vui vui sức khỏe ăn cái cơ hội nhé, bye bye, mình đã cấp phần hiệu mà sao, bye bye. Vậy đi vô đi con. Vậy con hát hôm này. Ừ.